Rồi, thầy sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngay lúc này và ngay bây giờ. Ôi gì đã 23 nhanh thế? Câu số 1 mà. Ok, mình bắt đầu nhá. Các em giúp thầy xem lại về tường này. Câu số 1, các em cùng comment đáp án giúp thầy. Câu số 1. Chất nào sau đây không phải là chất điện ly? Chào Trương Nguyễn. Chất nào sau đây không phải là chất điện ly? Chất nào sau đây không phải là chất điện ly? Ồ dê. Chất nào nhỉ? Comment là 1C. Yên Vũ, Tô Minh Ánh. Rất tốt. Các em comment mạnh mẽ lên nào. 130 bạn đang theo dõi video live stream. Nhanh tay giúp thầy xem lại video live stream về tường nhá. Tô Minh Ánh, Yên Vũ, Lục Trung Đức, Hiền Nguyễn. Rất tốt. Rất rất tốt luôn. Rất rất tốt luôn. Nhưng mà thầy đang muốn những cái comment đầu tiên. Thầy đang muốn những cái comment đầu tiên. Thầy đang muốn các em comment thật nhiều nữa lên rồi thầy sẽ bắt đầu chữa. Không, các em comment thật nhiều chứ. Không loãng đâu. Chất nào sau đây không phải chất điện ly? NaNO3 là điện ly này. KOH điện ly này. C3COH điện ly. Không điện ly là C. Ok, rất tốt. Nguyễn Tiến Vượng. Tâm Hồ Thối. Tốt. Câu số 2. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn sắt? Nào, mạnh mẽ lên nào. Em, mạnh mẽ lên nào. Mạnh mẽ lên nào. Câu số 2 đáp án gì nhỉ? Câu số 2 đáp án gì? Số 2. Kim loại nào sau đây tính khử mạnh hơn sắt? Làm gì có câu nào hai đáp án anh mạnh hơn sắt này? Mình đọc khi nào ba cần mua áo giáp sắt trong tất cả bọn này, những thằng nào đứng trước sắt thì để sẽ mạnh hơn sắt. Bạc, đồng, chắc chắn là nhôm rồi. D. Ok, 150 bạn đang theo dõi rồi. 150 bạn ơi, 150 bạn có nghe rõ thầy nói gì không nhỉ? Nếu 150 bạn mà nghe rõ thì mình nên nói gì? Nếu 150 bạn mà nghe rõ thầy Minh Miên nói gì thì ngay lập tức giúp thầy Minh Miên share lại video live stream về tường và tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream giúp thầy nha. Hello. Mình tiếp tục nào, sang câu số 3. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 1A? Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 1A? Thầy đang bị đau họng mà thầy vẫn cố gắng live stream cùng các em đấy. Sắp tới đây thầy sẽ mở một cái khóa học live stream trọng tâm là lấy gốc và luyện đề 20 đề cực kỳ chuẩn. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mà đăng ký khoa học live stream chữa full 40 câu của thầy thì có thể liên lạc với lại cô Ngọc Anh Việt Rách, thầy đã tác ở trên để mà các em cùng có thể tham gia buổi học live stream nhá. Ở trong buổi học live stream đấy thầy sẽ chữa full 40 câu. Kim loại nào trong nhóm 1A? Lâu nay không rảnh. Liti, natri, kali, rubidi. Chơi, phây. Vậy, natri đáp án đúng đáp án B. Câu số 4. Thủy phân STX bằng NaOH thu được sản phẩm gồm. Vậy ST này được cấu tạo bởi từ CH3COO C2H5. Được chưa? Vậy anh này có tên là gì? Etin acetat. Đáp án đúng đáp án A. Lục Trung Đức tốt, Võ Kim Nhung tốt, Cao Tùng tốt, Cao Văn Trung tốt. Các em comment thật nhiều nhá. Hiền Nguyễn tốt, Cao Văn Trung tốt. Rất tốt đấy. Vân Phạm tốt. Các em xem lại về tường nhá. Xong tất cả các bạn vào trong video 167 bạn rồi. Tối nay làm sao đạt được đến đỉnh điểm 200 đi. Bình thường vẫn là 200 rồi. Câu số 5. Tơ nào sau đây có nguồn gốc là cellulose? Tơ nào sau đây nguồn gốc cellulose? Nguồn gốc nhá. Nitron là anh này. CH2 này. CH này. CN này. Đây là nitron này. Nó vứt đi. Ni lông 6 là từ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đây là CO này. NH này. Đây. Không phải. Đúng không? Tôi tầm chắc chắn là nguồn gốc cellulose. Đúng không? Vậy đáp án đúng mình là đáp án thứ 8. Đúng không? Câu số 10. Câu số 10. Cho 10 gam. Cho 10 gam. Thế ở đây có một chút tranh cãi nhá. T
tơ tằm hay tơ visco. Đấy, vừa nãy thầy Minh khoanh tơ tằm. Tơ tằm là nó là gần như là cellulose nguyên chất, nên khá nhiều bạn chọn tơ tằm là sai đấy. Và cellulose nguyên chất chứ không phải là nguồn gốc từ cellulose. Ở đây nói nguồn gốc cellulose thì phải là tơ visco. Tại sao lại là tơ visco? Tại vì visco là cellulose ngâm trong dung dịch CS2, thì nguồn gốc của tơ visco là từ cellulose. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án này. Thầy lừa các bạn một chút đúng không? Em nhìn tờ số 6 và tờ số 7, thầy vượt mưa bão để thầy mang đề cho các em nên bị dính nước một chút. Đấy, các em thông cảm nha. Nào, mình có à. Câu số 6. Cho 10g CaCO3 vào dung dịch HCl dư. Cho 10g CaCO3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được viên khí CO2. Vậy mình có phản ứng này. CaCO3 này ăn HCl này thì tạo thành CaCl2 này cộng CO2 bay đi này. 10g số mol bằng 0,1 này. Vậy là số mol CO2 bằng 0,1. 0,1 mà nhân với 2,4 thì bằng 2,24 lít. Đáp án đúng đáp án B. Visco, chào Nhung Phạm. Nhung Phạm ơi, visco là nguồn gốc từ cellulose ngâm vào dung dịch CS2 nhá. Hello, các em giúp thầy tát tất cả các bạn các em vào trong video live stream này nhá. Ui, 2K1 được ưu tiên giờ đẹp thế này mà còn không đông được bằng 2K2 theo dõi thầy á. Các em xem mặt mạnh về tường xong rồi tát các bạn vào trong này nhá. 2K2 mới xem thầy gần được bằng 200 đấy. Câu số 7, amino acid. Acid amino acetic không tác dụng với chất nào sau đây? Amino acetic. Vậy anh này là CH2 COOH NH2. Đấy. Thế thì anh này là có nhóm COH nên ăn được HCl này. Ăn được NaOH này. NH2 nên ăn được HCl này. COH nên ăn được CH5OH xúc tác này. Mà chỉ không ăn được C là HCl thôi. Chữ hơi nhanh nhá. Được rồi, ok. Thế bây giờ thầy hãm chậm này một chút. Ok, Bùi Việt Anh, thầy đã chậm. Chào Trung Nguyễn, 2K3. 2K3 cũng mò để học, rất cảm ơn các em. Các em nhớ giới thiệu thầy đến các em 2K2 và 2K3 của các em để các em biết đến thầy để mà từ đó có thể học hóa ngay từ mất gốc để tránh bị mất gốc nhá. Được chưa? Vừa nãy bạn hợp cá biệt bạn có hỏi là HCl dư để làm gì, để phản ứng hòa tan hết CaCO3, chắc là câu số 6. Ly Đan Anh cũng mò đây học được, dã man nhỉ. Hà Thu, từ từ câu số 8 đó các em ơi. 8 đáp án gì? Ok, thầy sẽ chữa sữa phần hữu cơ chậm. Các em cùng comment đáp án câu số 8 nào. Bây giờ thì mới chữa đến câu số 8 thôi, nên là chờ đợi những cái đáp án của câu số 8 trước. Duyên Nghiễn đầu tiên 8G. Thầy đau học lắm rồi đấy, nhưng mà vẫn cố gắng live stream của các em. 2K vẫn xem được Nguyễn Thái Sơn ạ. Vừa nãy thầy vừa mới trêu bọn lớp off là bọn 2K nó bảo là nó thi xong rồi mà nó về nhà nó cày view cho thầy, thế mà chẳng thấy đứa nào, giờ thấy Sơn vào cày view cho thầy rồi. Nhung Phạm 8D tốt. 2K4 học đều được hết. Trần Ngọc Huệ 8D. Cả 2K tốt. Trần Quốc Ngọc. Chất nào trong các chất dưới đây là đồng đẳng của CS3COH? Thế đồng đẳng là hơn kém nhau một hay nhiều nhau xe này. Thế anh này là CSO, OH là không được. Cấu trúc phải tương đồng. Anh này ST không phải. Anh này ăn côn không phải. Chỉ có anh này thôi. Đáp án đúng đáp án gì? Rất tốt, có rất nhiều bạn comment đúng. Nguyễn Tiến Vượng, Hoàng Tân Dũng, Duyên Nguyễn, Cao Tùng, Tâm Thối. Rất tốt. Mình sang câu tiếp theo nhé. Câu số 9. Các em giúp thầy tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream nhé. Câu số 9. HNO3 thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với anh nào? HNO3 thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với anh nào? Thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với. Thế thì nó phải tác dụng với chất khử. Chất khử là tương đương với lại mà chất có số oxy hóa không phải cao nhất. Đấy, chất có số oxy hóa không phải cao nhất. Thế vậy câu 9, Bảo Trân tốt, Hà Thu tốt, Nguyễn Tương Vượng tốt, Hiền Nguyễn tốt, Nguyễn Tài Anh tốt, Duyên Nguyễn tốt. Vậy ở đây mình có này, CaCO3 không phải, ALOH 3 lần không phải, CO đây dương 2, cao nhất là không phải. Sắt dương 2 còn để lên được dương 3 đúng không em? Do sắt dương 2 còn để lên được dương 3, nên đáp án đúng của mình là C. Rất nhiều bạn comment đúng. Xem đi lấy mất gốc, còn thi được quân đội được. Ok, mở á, nét căng này mà các em.
Tâm Thối chín xe, rất tốt, chính xác. Quỳnh Nhi tốt, chính xác. Tiếp tục nào, sang cái câu số 10 ok. Vừa nãy là phần nhận biết, xong rồi, giờ mình sang phần thông hiểu. Giờ mình sang phần thông hiểu này. Các em giúp thầy xem lại về tường nhá, xong rồi tắt tất cả các bạn của em vào trong video livestream này. Rất là cảm ơn các bạn và các em đã và đang theo dõi video livestream này. Nhớ chia sẻ lại video livestream thầy với các bạn của các em trong nhóm nha. Hello. Mười A vào rất nhiều bạn. Nguyễn Hiền tốt, Cao Tùng tốt, Cao Văn Trung tốt, rất tốt. Thầy chữa nhá. Đều có phản ứng là sau đây. Tinh bột sen xác, hai anh này là polysaccharid, anh này là disaccharid. Thì đều có thủy phân trong môi trường, axit chính xác. Poly và đi đều thủy phân. Có tráng gương không? Hydro không? Đúng chưa? Tinh bột và sen không tác dụng với CO2 này đâu. Đáp án đúng đáp án này. Ngay chỗ anh câu 34 nhá, tại anh nhá. Nào có số 11. Đây là đề này, đề ở trong quyển sách của thầy. Nào, câu 11. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn? Chào Nguyễn Phương Nhi. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn? Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn? Thí nghiệm nào nhỉ? Mà không sinh ra chất rắn. Thầy vẫn live stream thường xuyên nhé. Lịch live stream cố định. Lịch live cố định là vào 21:15 tối thứ hai hàng tuần luôn. 21:15 tối thứ hai hàng tuần. Thầy chưa chậm chậm cho tất cả các bạn cùng theo dõi. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn, các em cùng comment đáp án nhé. Đầu tiên là Ia này, đồng cộng với sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Có sinh ra chất rắn không nhỉ? Không, vậy là A rồi. Thế B sinh ra gì? Đầu tiên là natri cộng với nước để tạo thành NaOH. Sau đó NaOH cộng với lại CuS4 để nó tạo thành kết tủa CuOH 2 lần. Nên nó là sinh ra chất rắn. Cho đồng vào dung dịch bạc thì đồng không xảy ra phản ứng. NaOH vào CaHCO3 2 lần thì nó vẫn sinh ra chất rắn là đồng, đúng không? NaOH vào CaHCO3 2 lần thì ta có là OH trừ NHCO3 trừ để tạo thành CO3 2 trừ, em hiểu không? Em hiểu chưa nhỉ? Nó ra được là CO3 2 trừ ấy, thì CO3 2 trừ này bắt đầu tiếp tục tác dụng với canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3 ấy. Vậy lại sinh ra chất rắn. Vậy không sinh ra chất rắn là đáp án này. Ok chưa, các em hiểu chưa nhỉ? Rất tốt, nhiều bạn comment đáp án rất là đúng đấy. Mình tiếp tục này, sang câu số 12 này. Bây giờ thầy giảng chậm chậm từ từ cho các bạn cùng học nhá. Ok không em? Mình sang câu tiếp theo, câu 12. Phương trình rút gọn Ba2 cộng cộng S42 trừ để tạo thành Ba2S4 ứng với lại phương trình phản ứng phân tử nào sau đây? Các em đồng quan sát nha. Ứng với phương trình phản ứng phân tử nào sau đây? Ba2 cộng cộng S42 trừ Ba2 cộng cộng S42 trừ. Mình xem này. Những cái bạn nào mà mải việc học hay là mải chạy đi đâu đó thì các em có thể xem lại về tường nhé. Sáng mai các em phải xem lại cái file chuẩn HD. Ok. Ba2 cộng S42 trừ. Thế mình chú ý này. Phương trình ung thu gọn thì không tồn tại các chất kết tủa. Đây có chất kết tủa lạ CuH 2 lần. Đúng chưa? Vậy là loại. Yeah. Tiếp tục này. Thằng này có khí CO2, phải loại đáp án B. Câu này thì vừa dạy trên lớp off xong. Đấy chưa? Thế tiếp tục. Na2S4 cộng BaNO3 2 lần. H2S4 cộng với Ba 2 lần thì nó có nước là chất điện đi yếu. Vứt tiếp. Vậy đáp án đúng mình đáp án C các em nhé. Các em lưu ý đáp án đúng là đáp án C. Hà Thu comment đúng, chính xác. C đấy. Hà Thu, Lục Trung Đức rất tốt. Mất cần đời, chính xác. Chính xác. Ui,
Chưa đến 9 giờ mà các em đi ngủ sớm vậy á? Nào mình sang tiếp nào. Các em cùng comment mạnh mẽ câu 13 này thì xem nào. Hello. Các em cùng comment câu 13 lên thầy xem nào. Mười ba. Phát biểu sau đây là đúng. 13 Nguyễn Phương Di tốt, Hoàng Tấn Dũng tốt. Thầy nhắc lại là những bạn nào mà đang ở Hà Nội, những bạn nào mà đang ở Hà Nội thì hoàn toàn có thể, những bạn nào đang ở Hà Nội thì hoàn toàn có thể đến trực tiếp gặp thầy tại cơ sở 66 Trần Đại Nghĩa nhá. Để thầy có thể giúp cho các em thi điểm thi thật là cao. Ok. Nhanh tay giúp thầy share video livestream lên trên tường hoặc là trên trang cá nhân các em nhá. Tiếp tục nào. Phát biểu sau đây là đúng. H2SiO3 có tính axit mạnh hơn carbonic. Cái này sai. Yếu hơn. Phản ứng với oxy, carbon đóng vai trò chất oxy hóa. Carbon cộng oxy để tạo thành CO2. Carbon không đến carbon dương 4, khử tăng, số xóa tăng, vậy carbon phải là chất khử. Sai tiếp. Silic dioxide tan là dung dịch nào hoạt tác nóng, cái đúng chính xác. C, kiến thức lớp 11 đấy, nhiều bạn lớp 12. Bởi vì là cái lớp 12 chúng ta rất là nguy hiểm. Lớp 12 năm nay thì có một chút của lớp 11 và một chút lớp 10 nó rất là nguy hiểm cho các em. Khí CO2 thường dùng để chữa cháy vì CO2 là một oxit axit, cái này không liên quan đến nhau. Mặc dù đúng là làm chữa cháy nhưng không phải là do nó là một axit oxit axit. Hello. Vi Thành. Wow, có rất nhiều bạn đang theo dõi livestream rồi. Sao mở thế á? Nhét căng mà đi là này. Lan thì nhìn lại xem nào. Thầy thấy là nét căng như Sony luôn. Muốn tội là thầy ta không share được vào mấy nhóm của thầy thôi. Đấy là một cái sự mà hối tiếc của thầy. Thầy đang không hiểu là tại sao thầy không share được vào trong các nhóm của thầy. Nên chắc phải nhờ bạn nào đó, bạn ấy đi share, các em giúp thầy share lại vào nhóm giúp thầy thôi. Thầy đang không hiểu là tại sao không share được vào nhóm ấy. Cực kỳ khó hiểu luôn. Các em cùng comment đáp án nha. Câu 14, phương trình hóa học nào sau đây là đúng? Phương trình hóa học nào sau đây là đúng? 14, wow, rất nhiều bạn comment này. 14, G. Mỗi bạn Hiền Nguyễn là đáp án A rồi. Đợi tí xem nhá. Cho các chất ethylene này. Ở đâu phương trình hóa học nào sẽ là đúng? Natri cộng với bạc. Natri làm sao đẩy được bạc em? Bạc đã để sai. Nhá. Tiếp tục này. N2O cộng CO. CO không ăn được N2O đâu ạ. CO không bao giờ đớp oxy trong oxit. Sai tiếp. N2CO3 nhiệt phân. N2CO3 không bao giờ bị nhiệt phân ạ. Loại tiếp N2O cộng nước. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Sang câu 15. Sang câu 15. Lấy từ mất gốc đấy. Nên các em cần chú ý. Câu 15. Cho các chất. Số chất phản ứng là dung dịch brom. Gạch chân trong này. Nhiệt độ thường. Nhiệt độ thường đấy nhá. Nhiệt độ thường đấy. Rất là nguy hiểm luôn. Nhiều bạn không biết đâu. Nào, nhiệt độ thường. Số chất phản ứng với dịch brom nhiệt độ thường. Để phản ứng brom phải là có PCC hoặc là PC nối 3C. Ethylene này. Có. Butadiene. Có. Đây anh butadiene này. Toluen. Brom. Sorry, toluen đây. Có đúng không? Tri brom toluen đấy. Có. Styren có. Propan gần điều kiện ánh sáng. Phenol có. 1, 2, 3, 4, 5 anh. Các em nhìn kỹ chưa? 1, 2, 3, 4, 5 anh. Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án D. Nhớ chưa? 15 phải đáp án D. Nhiều bạn đếm nhầm này. Ethylene này, butadiene này, toluen này, styren này, phenol này. Câu 16. Wow, cảm ơn rất nhiều bạn. 141 bạn đã chung tay share lại video livestream này lên trên tường cũng như trên tay, lên trên trang cá nhân các em. Đấy, các em giúp thầy share thật nhiều video livestream nhá. Share mạnh mẽ nữa mà. Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng.
phải share thật nhiều thì thầy mới có động lực để mà thầy livestream. Các em nhớ nhá, tối mai 21 giờ 15 chúng ta lại tiếp tục chiến tiếp đề 004. Nhớ đấy. Nhớ đấy nhá, nhớ mò lên mà học. 16, phát biểu nào sau đây là đúng. Wow, bạn Nguyễn Phương Nhi comment rất nhiều từ đầu đến giờ, rất là tốt luôn. 16. Sơn Tatu, Ly Lan Anh, tốt, Cao Văn Trung. Ly Lan Anh chuẩn bị tinh thần đến lớp off của thầy mà cày thôi. Thầy cố định thầy gọn lại lớp off dành à, thầy mới mở, thầy sắp mở vào thứ 3 tuần tới. Thứ 3 tuần tới. Thứ 4 chứ. Thứ 4 tuần tới. Thầy mở một lớp off dành cho các bạn ở xa. Dành cho các bạn ở xa nhé. Học từ 2 giờ cho đến 6 giờ. Để cấp tốc Trung học phổ thông quốc gia. Học từ lại từ đầu luôn, ST luôn. Những bạn nào ở lại gần thì các bạn có thể Sơn Tatu. Sơn Tatu 15 chuẩn rồi em ạ. À, câu 16. Phát biểu nào sau này là đúng. Thủy phân hoàn toàn ni lông 6 và ni lông 6,6 đều thu được cùng một sản phẩm. Cái này sai. Tơ tằm không bền trong môi trường axit ở bao giờ. Chính xác. Và anh này là tơ của protein có liên kết NHCO nên chắc chắn nó không bền rồi. Đúng. Trùng hợp buta 1,3 DN với xúc tác lưu huỳnh thu được cao su buna S. Sai. Phải với styren cơ. Sai lưu huỳnh. Được chưa? Tiếp tục này, thủy phân hoàn toàn tơ ni lông 6 thu được axit alpha amino caproic. Sai, nó phải là axit epsilon. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Vậy đáp án chính xác của mình là đáp án B các em nhé. Chúng ta sang câu tiếp tục, câu số 17. Câu tiếp tục câu số 17 nhá. Nào các em cùng comment đáp án lại cho thầy xem nào. Câu số 17 đáp án gì? Thầy đang chờ đợi những cái comment đầu tiên. Thầy đang chờ đợi những cái comment đầu tiên của các em. Thầy đang chờ đợi những comment đầu tiên của em. Hello. À. Vừa nãy có bạn. Bây giờ thầy mới nhìn thấy Nguyễn Tài Anh bảo là toluen không phản ứng. Toluen làm sao nhỉ? Phản ứng bromo. À chắc là câu ấy à. Câu 15 à các em? 15 à? À phản ứng với dung dịch bromo ở nhiệt độ thường. Thằng toluen không các em ạ. Toluen phải là bromo. Xong rồi là bột sắt nhiệt độ. Không phải nhiệt độ thường. Vậy là chỉ có 1, 2, 3, 4 thôi nhá. Ok, vừa nãy thầy đếm nhầm. Thank you các bạn. Giờ thầy nhận ra, cảm ơn các em. Mình sang câu 17 tiếp tục nhé. Hòa tan hỗn hợp 17 này. Hỗn hợp 3,22 gam hỗn hợp gồm Fe, Magie. Mình tiến đến câu 17 rồi. Và hôm nay mình chữa 34 câu. Vậy là mình đi được một nửa chặng đường rồi. 134 bạn vẫn theo sát cùng thầy. Rất là tốt. Ok, thầy vừa nãy sửa rồi Hoàng Tấn Dũng nhé. Toluen là có phản ứng nhưng nó phản ứng ở điều kiện là bột sắt nhiệt độ cơ, chứ không phải nhiệt độ thường. Vừa nãy thầy chỉnh lỗi. Đáp án đúng của chúng ta là 4 nhá. Câu 17. 15B. Rồi, chính xác. Sơn Tatu. Vũ Đức B, chính xác. Hà Thu. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam. 17. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam. Hỗn hợp gồm Fe, Mg và kẽm. Và kẽm. Bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2O4 loãng. Thu được hydro số mol bằng 0,06 và muối sunfat. Vậy đây thì có một công thức cực kỳ nhanh. Các em nhớ xe về tường này. M muối sunfat thì bằng M kim loại cộng với 96 nhân N H2. M kim loại chúng ta bằng 3,22. 96 nhân 0,06 trong chuỗi 7 công thức giải nhanh. Vô cơ. Có cái này.
Em cần nhớ món anh này thôi. Là sao? Vậy là bằng 3,22 cộng 96 nhân 0,06 bằng 8,98 cả. Và đáp án đúng của mình là đáp án B. Tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án B. Phạm Việt, Hà Thu, Đăng Mạnh Phúc, Tô Minh Anh, Nguyễn Phương Nhi. Rất tốt. Mình tiếp tục nha. Sang câu tiếp theo nha. Câu 18. Đun nóng 10,5 gram. 18 à. Đun nóng 10,5 gram hợp chất X có công thức phân tử. 10,5 gram hợp chất X có công thức phân tử C4H11NO2. 10,5 gram phải ta tìm được số mol đấy nhỉ. Là 10,5 chia cho 12 nhân 4 cộng 11 cộng với 46 bằng 0,1 mol. Với NaOH vừa đủ thì thu được khí Y, khí Y và M gam muối. Xác định giá trị của M. Câu này là câu về muối amoni. Câu này là câu về muối amoni. Vậy thì nó khá là khó với các em, đúng không? Thế bây giờ giải như thế nào các em phải theo dõi kỹ nhé, non thầy giải nhé, thì mới biết được cách giải, nếu không là không thể biết cách giải luôn. Thế thì cái việc mà giải muối amoni này thì quan trọng nhất là em xác định được là thằng muối amoni đấy nó là muối amoni nào. Quan trọng mỗi cái đấy đó. Nếu em xác định được nó là muối amoni nào thì em giải được luôn. Bất cần đời rất tốt, mới tương vượng rất tốt. Đấy chưa? Vậy thì câu chuyện quan trọng của chúng ta bây giờ quay trở lại với câu 18 này là xác định xem là anh muối amoni nó tồn tại là anh muối amoni nào. Thế mình có này. Mình có này. 4,5 gam khí. Số mol này là 0,1 và anh này là 0,1 này. Thế mà 4,5 gam khí. Vậy mình có phân tử khối của Y sẽ bằng là 4,5 chia cho 0,1 bằng 45. Mà 45 thì chỉ có thể là một anh amin duy nhất thôi. C2H5NO2. Vậy ngay tức từ đó, từ cái điểm mấu chốt này này, phải suy được luôn này. Anh này là gì? C H3 COO NH3 C2H5. Và từ đó thì thầy suy được muối luôn. Muối sẽ có dạng là CH3 COO NA. Số mol muối là 0,1. 0,1 mà nhân với 82 thì nó bằng là 8,2. Đáp án đúng đáp án B. Kinh điển chưa các em? Cực kỳ kinh điển luôn. Đấy, các em giúp thầy nhanh tay xe lại về tường này. Xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này. Chúng ta vừa mới xong câu số 18, một câu khá là khó, một câu khá là chất. Các em hiểu không nhỉ? Các em hiểu, các em có hiểu vừa nãy thầy giảng không? Cái điểm mấu chốt ở đây là ta cần tìm được là nó là CH5NH2. Sau đó là sao? Ui, Yến Bùi bây giờ mới vào. Rồi ok, các em xem lại về tường này tẹo nữa. Chúng ta có thể học lại từ đầu nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 19 nào. Những bạn nào vào muộn thì không sao. Em sai rồi, ok. Những bạn nào vào muộn thì không sao. Những bạn ấy có thể xem lại về tường xong rồi trông nữa. Ừ, bảo rằng khối lượng ổn hơn, nhưng mà thầy muốn dành cho các em nhìn thấy nó là hợp chất nào, chứ không giải mù mờ thì rất là nguy hiểm nhá. Cảm ơn Cao Văn Trung, bảo toàn khối lượng. Đúng, chính xác, nhanh hơn nhiều. Câu 19. Câu 19 à. Em cũng comment đáp án câu 19. 19, thủy phân hoàn toàn M gam chất béo. Câu 19. Nào, khẩn trương nào, comment đáp án câu 19 này xem nào. 19 đáp án gì bây giờ? 19 đáp án gì các em nhỉ? Hello. Đáp án gì? Phạm Việt rất tốt, Hiệp Nguyễn rất tốt, Hoàng Tấn Dũng rất tốt, Nguyễn Phương Nhi tốt, Sơn Đa Tu tốt, Đức Thịnh tốt. 19 thủy phân hoàn toàn M gam chất béo trong dịch NaOH dư thì thu được 9,12 gam muối và 0,92 gam glycerol. Thế mình chú ý một điều này, chất béo ăn NaOH thì tạo thành gì? Muối cộng glycerol. Nhìn chưa? Muối của chúng ta bằng 9,12. Glycerol bằng 0,92. Vậy mình cần tìm được MNAOH, nó là mình tìm được M chất béo. MNA bằng 40 nhân NNAOH. Giờ cần tìm NNAOH thì ta mặt khác ta có số mol NNAOH
bằng 3 lần số mol glycerol. Mà số mol glycerol bằng 0,92 chia cho 92 thì bằng 0,01 rồi. Vậy số mol NaOH bằng 0,01 nhân 3 thì bằng 0,03. Đến đây bấm máy tính này này. Ta có 9,12 cộng 0,92 trừ đi 40 nhân 0,03. 8,84 gam. Đáp án đúng của mình là đáp án. Ok. Mình sang tiếp tục câu tiếp theo. Câu số 20. 20 đấy, chúng ta còn 14 câu nữa thôi. Các em comment thật nhiều đáp án vào xong rồi tắt tất cả các bạn vậy nhá. 19 chưa học thủy phân cấp 3. Wow. Nguyễn Tiến Vượng tốt, 19 tốt. Trần Ngọc Huệ tốt, Hà Thu tốt. Câu 20 nào các em cùng comment đáp án câu 20 để xem nào. 20 cho 200 ml dung dịch H3PO4 tác dụng hoàn toàn. Muối nào sau đây? Mình chú ý mình lấy cái chiêu OH trừ ấy. H3PO4, thầy dạy các chiêu dành cho những bạn mà quên rồi vẫn làm được nhé. Số mol OH trừ thì chính bằng số mol NaOH này. Thì bằng 1,5 nhân 0,24 0,36 mol. Chia cho số mol H3PO4 bằng 0,2. 0,36 mà chia cho 0,2 thì bằng 1,8. 1,8 này các em để ý này, nó lớn hơn 1, nó nhỏ hơn 2. 1 tương ứng với mất 1, H3PO4 mất 1 thì là H2PO4 trừ. 2 tương ứng mất 2, H3PO4 mất 2 thì là HPO4 2 trừ. Vậy là chắc chắn tạo thành hai muối này này. HPO4 trừ và HPO4 2 trừ. Vậy thằng này mất 3 loại này. Một thằng loại, một thằng loại. Đáp án đúng đáp án C. Dễ không em? Yến Bùi tốt, Hoàng Tấn Dũng tốt, Sơn Tà Tù tốt, Nguyễn Hiền tốt, Vũ Minh Đức tốt, Hà Thu tốt, Nguyễn Hà tốt. Em ơi, các em có nhìn thấy video hôm nay có nét không? Các em nghe thầy giảng có hiểu không nhỉ? Các bạn đang theo dõi video live stream thấy nghe thầy giảng có hiểu không? Thầy dừng được một chút để thầy hỏi các em. Xem là các em nghe bài giảng thầy hôm nay có hiểu bài không? Để thầy còn biết đường, thầy giúp đỡ các em. Các em nghe bài giảng hôm nay thầy các em hiểu chữ bài chứ? Như Thảo, mại học quá. Còn không nghe đấy thầy hỏi gì. Đức Thịnh có, tốt, cảm ơn Đức Thịnh. Ok, cảm ơn Hà Thu. Thế thì những bạn nào mà hiểu thì nhớ thông báo với các bạn là có ông Minh Miêu ông có live stream không chưa đề nhá. Nhớ thông báo với tất cả các bạn của em giúp thầy. Không hiểu hơi tiếc. Em hiểu được hai câu, rất tốt. Thầy đang bị hơi hơi đau họng một tí. Thầy đang bị hơi hơi đau họng một tí. Khá là đau họng. Hello. Chào cả nhà. Vẫn mờ kinh khủng á? Thầy thấy mờ bình thường. Mà sao các em lại kêu là mờ kinh khủng khủng? Khổ nhỉ? Thương thầy, đang đau, thầy còn bị đau họng cơ. Đúng rồi, chính xác, nó có cả hẳn hẳn hai muối. Ui, mã mới có 290 xe các em ạ. Sao hôm nay xe ít nhỉ? Nét căng, ok. Có 21 nhá. Một dung dịch X. Mình tiếp tục sang câu 21 này. Nhiều bạn chờ đợi câu 21 rồi. Một dung dịch Y có chứa 3 ion. Một dung dịch Y có 3 ion. Mg2 cộng CN trừ, F42 trừ, thì ghi vào đây nhá. Mg2 cộng này, CN trừ này, F42 trừ này. Anh này 2 mol, anh này 1 mol này. Vậy bảo toàn điện tích luôn. 2 x 2 là 4, 4 cộng 1 là bằng 5, 5 chia 2 bằng 2,5. Mg2 cộng 2,5. Cho từ từ Na2CO3 vào dung dịch cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. Kết tủa mắc thì ngừng lại. Thế để kết tủa mắc ấy, thì CO3 trừ đớp nhau với Mg2 cộng để tạo thành MgCO3 các em ạ. Được chưa? Thế thì để tạo thành MgCO3, thế thì hoàn toàn ta có là kết tủa mắc thì là có 2,5 Mg, chỉ chỗ này phải 2,5. Thì Na2CO3 phải là 2,5. 2,5 mà chia cho 2. Chú ý nha, 2,5 mà chia cho 2. 2,5 chia cho 2 thì bằng
1,25. Ơ thế không có đáp án à? Từ từ nhìn, thầy nhìn lại một chút. 1 mol này cộng với đây là 5 mol. 5 mol. 5 mol thì phải chia cho 2 bằng 2,5. Vậy này ăn anh này phải là 2,5. 2,5 mà chia cho 2 thì 1,25. Vậy giá trị của V là bằng 1,25 chứ. Phải là đáp án E các em ạ. Để chắc lỗi 1,25. Thầy sai số mol đó. Thầy tính sai số mol đó các em. Các em nhìn xem thầy có sai đâu mà không ra đáp án. Đúng rồi chứ đúng không? Bởi vì là CM bằng N chia V mà. Không có đáp án đúng không? Mình sang câu tiếp tục nhá. Chắc là thầy sửa đáp án đi. Sửa đáp án câu này thành 1,25 thì đúng. Thì chọn được đáp án này. Hay chắc có nhỉ? Được chưa? Câu 22. Câu 22. 22. Cho m gam hỗn hợp gồm ancol metilic 22, thầy đọc rộng lắm rồi. Cho m gam hỗn hợp gồm ancol metilic CH3OH và phenol C6H5OH phản ứng hoàn toàn với natri dư thì thu được khí hiđro 1,68 chia 2,4 bằng 0,075 mol. Đấy. Nếu dùng hỗn hợp này tác dụng với brom thì thu được 16,55 gam kết tủa. Vậy kết tủa chúng ta là C6 này, H2 này, OH này, Br3 này. Bây giờ tìm được số mol nhé. 16,55 này. Chia cho bằng ngoặc đơn này. 12 nhân 6 cộng 2 cộng 17 cộng 80 nhân 3 bằng 0,05 mol. Không phải 0,05 mol. Vậy hoàn toàn mình sinh luôn được ra số mol phenol bằng 0,05. Được chưa? Mặt khác ta có này, số mol hydro bằng 0,075. Ta có số mol OH bằng 2 lần số mol H2. Vậy bằng 0,15. OH đây. Vậy tổng số mol OH bằng 0,15. 0,15 trừ 0,05 thì bằng 0,1 nhá. Vậy suy ra giá trị của m mình tìm được 0,1 nhân 15 cộng 17 cộng với 0,05 nhân 12 nhân 6 cộng 5 cộng 17 bằng 7,9 gam. Thì đáp án đúng của mình là đáp án gì? Đấy, rất tốt. Thì thấy khá nhiều bạn comment đáp án, hình như nhiều bạn chưa comment đáp án 22 ấy. Những bạn nào chưa làm được thì share lại về tường nhá. Xong các em giúp thầy share vào trong cái nhóm chat của các em, rồi share cho tất cả các bạn của em ở trong để các bạn cùng có thể biết được rằng là thầy mình đang live stream. Để cho các bạn cùng để học được. Mình sang câu tiếp theo, câu số 23 nữa không? Đọc họng phết. Thầy đang bị đau họng dã man luôn. Ui, tụt xuống còn 102 này. Các em làm cách nào cho kéo mốt tăng lên. Tăng mạnh nữa lên. Các em giúp thầy tắt thật nhiều các bạn các em vào trong video live stream. Các em đã xem lên trên tường chưa? Nhiều bạn khéo còn quên chưa xem lên trên tường ấy. Ui, thầy đau họng bạn. Hello. Tiếp tục nhá. Câu 23. Lên men rượu m gam ancol. Lên men 23. Nguyễn Phương Nhi tốt, Hoàng Tấn Dũng tốt, những bạn này đã theo dõi từ đầu đến buổi đến giờ. Sơn Tatu tốt, Nguyễn Tiến Vượng tốt. Ngậm tí muối. Ngậm mấy hôm nay. 23. Lên men rượu m gam glucose. Glu. Hiệu suất 80% 0,8. Đấy, cổ vũ thầy live stream thì nhớ xe và tag các bạn thật nhiều. Hấp thụ hết lượng khí thoát ra, vẫn thu được 2 lần CO2. Vào CO2 là lần dư thu được 20 gram kết tủa. Thế thì CO2 mà vào thằng CO2 là lần dư ấy, thì chắc chắn thu được 20 gram kết tủa. Thì số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 bằng 0,2 các em nhé.
Và anh này bằng 0,2 này. Nhìn kỹ thầy làm này. 0,2 nhân 1 chia 2. Thầy chỉ lại nhé. 0,2 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,1. Thuận nhân nghịch chia. Nghịch chia 0,8. Được bao nhiêu? Nhân 180. 0,1 chia 0,8 nhân 180 bằng 2,5 gam. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A. À, rất tốt. Huy Xuân, Trần Thị Kim Hoa, Như Thảo Phú Hợp chắc là bấm nhầm hả em? Sang câu tiếp theo nhé. Câu 24. Câu 24. Cho 10,7 gam hỗn hợp metinamin CH3NH2, etinamin CH5NH2 tác dụng với V milit dung dịch HCl2V vừa đủ thì thu được muối là 21,65 gam. Vậy đây mình ứng dụng một chiêu là chiêu bảo toàn khối lượng. Mình có 10,7 cộng với 2V nhân 36,5 thì bằng 21,65. Vậy đây mình tìm được V. 21,65 trừ đi 10,7 được bao nhiêu chia cho 73? 21,65 trừ đi 10,7 được bao nhiêu chia cho 73? 0,15 mol. 0,15 phải bằng 150.000. Đáp án đúng đáp án này. Rất tốt, Tú Phạm tốt, Huy Xuân tốt, Minh Đức tốt, Nguyễn Hiền tốt, Nguyễn Tiến Vượng tốt. Các em còn những cái bạn nào mà đang bị mất gốc hóa thì gọi hết các bạn vào đây để mà học cày cho khủng. Câu 25, các em sẵn sàng chưa? Câu 25 thầy cho chúng ta một công thức cực kỳ kinh điển. Mà câu 25 thầy sẽ skin cho các em một cái công thức cực kỳ kinh điển. Kinh điển nhất luôn. 25 này. Sẵn sàng chưa? Bọn này đều chung là gồm có carbon hydro nên gọi chung là M hydro carbon. M hydro carbon. Thì luôn luôn bằng 12 lần CO2 cộng 2 lần là nước. Vậy bằng 12 nhân với NCO2 7.48 chia 44. 0,17 cộng 2 lần là nước. Vậy mình tìm được là nước bằng 2,53 trừ đi 12 nhân 0,17 bằng chia 2 bằng 0,245. N nước bằng 0,245. Vậy thì tìm được mở nước luôn. Nhân 18 bằng 4,41 gam. Ta mà đúng mình hẳn đáp án. Dễ. Ở mất gốc, đề này đề dành cho mất gốc. Học cá Việt. 25G rất tốt. Hoàng Tân Dũng, Cao Văn Trung, Nguyễn Tiến Vượng, Vũ Minh Đức. Rất tốt. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 26 nha. Câu tiếp theo câu số 26. Câu tiếp theo của số 26. 98 bạn đang theo dõi. Lại xe mạnh vào nào các em. Các em xe là lần nữa 98 bạn đang theo dõi. Xe là một lần nữa lên trên trang cá nhân của các em giúp thầy. Câu 26. Hòa tan hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm. 2 kim loại kiềm chúng ta là M. Đúng không? 8,5 hóa trị 1 đấy. Vào nước. Thì kim loại kiềm hóa trị 1 vào nước thì nó chỉ sinh ra 1/2 hydro thôi. Số mol hydro 0,15. Vậy suy ngược lại 0,15 nhân 1 chia cho 1/2 bằng 0,3. Vậy nên mình tìm được M trung bình bằng 8,5 chia 0,3 thì bằng 28,33. Anh này lớn hơn 23 là natri, nhỏ hơn 39 là kali. Natri 23 này, kali 39 này. Anh này bằng 28,33 này. Thằng này trừ thằng này. 39 trừ n bằng 10,66 vậy. Anh này bằng 5,333. Hai này chia nhau thì bằng 1 chia 2. Được chưa? Mấy em nhìn này, nhìn kỹ này. Tổng số mol ancol ở tổng số mol của kali natri là 0,3. Chia làm 1 cộng 2 phần là 3 phần. Vậy mỗi phần bằng 0,1, 0,3 chia 1. Đây. Đây là 0,1. Thằng này bằng 0,2. X nhỏ đi. Vậy chắc chắn x là natri. Vậy thì tìm được phần trăm của natri bằng
0,2 nhân 23 chia cho 8,5 54,12. Đáp án đúng mình là đáp án B. Bỏ. Ok. Ui, yên tâm này, sắp tới thì like rất nhiều. Các em chỉ có chăm chỉ tương tác ở tốt, like, share tất cả mọi thứ thầy đăng lên thôi. Các em chú ý nha, tẹo nữa thôi, tí nữa thầy live stream xong thầy sẽ gửi cho chúng ta file đáp án chi tiết của toàn bộ phần đề này. Các em nhớ share lại về tường và tag các bạn vào trong video live stream. Tí nữa thôi, thầy sẽ share lại cái link giải chi tiết lên trên trang cá nhân. Các em chú ý nha. 27. Phát biểu nào sau đây đúng? Khi đun nóng nước cứng có tính cứng toàn phần sẽ thụ được nước mềm. Tính cứng toàn phần thì không bao giờ thụ được mềm. Loại. Mất tính cứng vĩnh cửu bằng dịch xeo 2 lần. Chưa chắc. Gây ra các vụ. Thằng này không bao giờ gây ra ngộ độc nguồn nước. Mình vẫn uống nó liên tục. Tính cứng tạm thời gây nên mệt muối. Chính xác. Vậy đáp án đúng mình đáp án gì? Ok. Thầy có 28 nào. Mình còn 4 câu nữa các em ạ. Mình còn 4 câu nữa thôi. Và câu 28 này là một câu khá là hay. Không phải ai cũng giải được câu 28 này. 27D Nguyễn Phương Nhi tốt. Nguyễn Tiến Vượng tốt. Rất tốt. Cao Văn Trung tốt. Chính xác. Rất tốt, rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi video live stream này. Câu 28. Chất X có công thức phân tử C4H6O2 và có phản ứng như sau. Ok. Khẳng định nào sau đây là sai. Mình xem nhá. C4H6O2 mà cộng NaOH thu được muối và Z. Z này có khả năng thực hiện phản ứng trắng gương. Vậy Z khả năng cao là anhít rồi. Đúng chưa? Z khả năng cao là anhít nhá. T cộng NaOH. Thế giờ ta nhìn nhá. Muối và Z, Z là anhít thì anhít chắc chắn nhỏ nhất là CH3CHO. Thì muối nó là CH3COONa. Được chưa? CH3CHO thì ăn được anh này tạo thành muối T. Muối T là CH3COONH4. T cộng NaOH là CH3COONH4 và cộng NaOH thì tạo thành CH3COONa. Đấy, IT trùng nhau. Z không tác dụng với natri. Đúng, chính xác. Nhưng đây hỏi sai nên loại A. Không thể điều chế được X. Không thể điều chế được X. X đây. Từ axit và ancol tương ứng. Chính xác. Nghe cũng sai. Y công thức là CH3COONa. Y đây, CH3COONa. Đúng. Nên lại sai tiếp. Z là hợp chất không no mạch hở. Sai. Từ từ. Z là hợp chất không no. Sai. Thằng này là no mạch hở. Vậy sai là gì? Ok. Rất tốt. Wow. Bây giờ mới nhiều bạn lên online này. Bây giờ mới nhiều bạn online. Những bạn nào vào sau xe lại về tường nhá. Thầy chữ sắp xong rồi. Những bạn nào vào sau xe lại về tường này. Comment thả chấm này. Tí nữa thầy đăng cái link giải chi tiết lên còn nhìn thấy. Chứ dạo này Facebook nó giảm tương tác kinh lắm. Nó giảm tương tác nên lúc nãy nhiều bạn để đặt thầy xem trước rồi. Những bạn nào muốn mà có file tài liệu. Những bạn nào mà muốn mà khi mà thầy live stream nhận được thông báo ấy. Thì phải đặt xem trước của thầy. Thì lúc thầy live stream may chăng em mới nhận được thông báo được không là không nhận được đâu. 29. Số phát biểu đúng. Thủy phân hoàn toàn tinh bột xác đều cho cùng một sản phẩm. Sai. Xác thu được alpha glu và beta fructose. Nên là sai vào đó. Amylose có mạch không phân nhánh. Đúng. Fructose có phản trắng gương do phân tử của nhóm chức chó. Sai. Do trong môi trường kiềm. Cellulose do các gốc beta glucose tạo nên. Câu này đúng hay sai nhỉ? Cellulose do các gốc beta glucose tạo nên. Đúng. Glucose oxy hóa. Bạc cộng về bạc không. Thằng này mới là oxy hóa. Thì glucose nó phải là khử. Sai tiếp. Vậy mình có B và D đúng. Vậy chỉ có hai nhận định đúng rồi. Đáp án đúng đáp án A các em nhá. Các em nhớ lưu lại nhá. Đáp án A. Nhiều bạn nhầm lắm. Có 30. 30 cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là Alagli có
có HNGPT chính xác. Đây HNGPT đây, đúng. Thủy phân hoàn toàn peptide trong dung dịch HCl dư thu được alpha amino acid, đúng. Lực bazơ của NH3 lớn hơn C6H5 NH2, sai, nhỏ hơn. Nhỏ này lớn không? Thằng này làm quý. Không màu, không đổi màu. Thằng làm quý xanh. Cái này phải đúng. Peptide đều cho phản ứng màu bioré, sai. Đi peptide trở lên mới cho phản ứng màu bioré. Dung dịch alanin làm quý tím trở thành màu hồng. Sai. Thằng này một nhóm CO alanin này này. Đây CH3 này, đây CH2. Một nhóm CH1, một nhóm N2. Quy không đổi màu. 1, 2, 3. 3 nhận định đúng rồi. Đáp án đúng rồi, đáp án D. Sao như bạn lại chọn C nhỉ? Câu 30. Từ từ thầy nhìn tí. Câu 30. À, thủy phân, câu IB này sai này. Thủy phân hoàn toàn peptide trong dịch HCl dư thì phải thu được muối, không phải muối. Em, sorry em, đáp án đúng phải đáp án C. Mắt thầy lẹ. Đúng. Sai, B sai. Mày chỉ có A và C thôi. Đáp án đúng đáp án C. Vừa nãy thầy mắt lé đấy, thầy nhìn nhầm đấy, mắt bị lé. Livestream từ 8 giờ đến giờ. Giờ gần 10 giờ rồi. Nên là mắt bị lé, các em thông cảm. Câu 31 cho các dung dịch. Lần lượt vào các dung dịch, số trường hợp tạo thành kết tủa. Chỗ này thầy viết phương trình cho các lớp nhìn nhá. Chỗ này thầy phải viết phương trình đấy. Các em đồng ý không? Viết phương trình. BaCO3 HCO3 2 lần vào thằng CaCl2 không phản ứng. CaNO3 2 lần không phản ứng tiếp. Vào NaOH để tạo thành BaCO3 cộng Na2CO3 kết tủa một chú. Vào Na2CO3 kết tủa BaCO3 hai chú. Vào KHSO4 kết tủa BaSO4 bốn chú. Vào Na2SO4 kết tủa BaSO4 năm chú. Vào CaOH2 kết tủa BaCO3 và CaCO3 1, 2, 3, 4, 5 rồi, 5 chú à. Vào H2S4 xe về tường nha, thầy viết rất nhiều phương trình để tạo thành BaSO4 6 chú. Vào HCl tạo thành BaCl2 cộng CO2 H2O không sinh ra khí. Vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6 phương trình đây. Em lưu lại về tường để tiện cho các em xem phương trình nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đáp án đúng đáp án B. 31. Đáp án đúng đáp án B. Kỹ chưa? 32 nào. 32 nào. Thực hiện các thí nghiệm sau. Những bạn nào mà vào muộn thì các em có thể xem lại về tường tí nữa xem lại. Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH không xảy ra hiện tượng gì. Na2CO3 vào CaOH 2 lần tạo thành CaCO3 cộng NaOH. Điều chế NaOH được. Một cháu. Điện cực trơ có màng ngăn. Do có màng ngăn thì điện phân tạo thành NaOH cộng clo cộng H2. Điều chế được. CaOH 2 lần vào NaNO3 không. NH3 vào Na2CO3 cũng không. Anh này thì tạo thành BaSO4 cộng NaOH. Có 1, 2, 3 2, 3 và 6. Đáp án đúng đáp án C. Mình sang câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Trước khi thầy mình off, thầy mình đi nghỉ ngơi. Thầy mình phải dưỡng họng, thầy mình đau họng quá. Các em nhớ lịch live stream tối mai 21h15 với đề 004. Tí nữa thầy nhờ các em là khi mà thầy tẹo nữa like xong nốt câu này là thầy sẽ up file giải chi tiết.
Các em nhớ tag các bạn vào nhá. Nào phim Nico 33 này. Đợi chút cho tất cả các em cùng comment. Số thí nghiệm sẽ là ăn mòn điện hóa học. Số thí nghiệm sẽ là ăn mòn điện hóa học phải thỏa mãn gì? Thứ nhất, hai cực khác nhau bản chất. Thứ hai, tiếp xúc trực hoặc gián tiếp. Thứ ba, trong môi trường dung dịch chất điện đi khác nhau bản chất, trực tiếp chất điện đi một cháo. Đồng và dung dịch bạc, đồng cộng bạc cộng tạo thành đồng 2 cộng cộng bạc, vậy có điện cực bạc và điện cực đồng, trực tiếp được 2 cháo, kém mà HNO3 loãng không, magie và clo không, có mỗi điện cực. Thép trong không khí ẩm, thép là các sắt và carbon, trực tiếp hai điện cực khác nhau bản chất trong môi trường chất điện ly, được 1 2 3. Bịp rồi, chính xác. Các em ơi, buổi livestream của chúng ta tạm dừng tại đây. Chúc các em buổi tối chủ nhật vui vẻ. Bây giờ đợi một chút rồi đi ngủ, ngay lập tức lên trên trang cá nhân của thầy up ngay file giải chi tiết về tag giúp thầy tất cả các bạn của em vào trong video livestream nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các em vào tối mai 21:15.